Cuộc sống của anh Hai Lam Trường hơn 20 năm chưa bao giờ biết già, U50 mà cứ ngỡ mới đôi mươi, chăm chỉ cống hiến bất kể sân khấu lớn hay nhỏ. Cuộc sống của nam ca sĩ Lam Trường có khá nhiều sự biến chuyển so với hồi mới vào nghề. Thế nhưng nhìn chung anh vẫn sở hữu khối gia tài mà bao người ao ước cùng với sự nghiệp âm nhạc ấn tượng. Lam Trường là một trong những nghệ sĩ có tiếng tăm trong nền âm nhạc Việt Nam nhiều thập kỷ qua. Tên tuổi của nam ca sĩ được bảo chứng khi anh có nhiều thế hệ người hâm mộ, loạt vạn hit khủng trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Anh Hai Lam Trường vẫn miệt mài với sân khấu, đồng thời tận hưởng cuộc sống bình yên, luôn yêu và chăm sóc bản thân một cách chu toàn. Tuy thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình không còn dày đặc như trước, nhưng khán giả vẫn luôn dành sự quan tâm đến nam nghệ sĩ. Nhắc tới Lam Trường, người hâm mộ nghĩ ngay tới loạt hit khủng gắn với sự nghiệp nghệ thuật của anh như Tình Thôi Xót Xa, KTKT, Cánh Chim Cuối Trời, Tình Yêu Tôi Hát. Những bản nhạc mà anh Hai cống hiến cho nền nhạc Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, được thế hệ trẻ thể hiện lại với nhiều màu sắc khác nhau. Điều đó có lẽ cũng đủ chứng minh rằng các ca khúc mà Lam Trường thể hiện được đông đảo thế hệ trẻ thưởng thức và tên tuổi của anh thuộc hạng khủng trong làng nhạc Việt Nam. Được biết Lam Trường bén duyên với nghệ thuật khá sớm và là một trong số ít ca sĩ đi đầu dòng nhạc trẻ Việt ở cuối những năm 90 thế kỷ 20. Anh tạo ấn tượng bởi giọng ca sâu lắng, giàu cảm xúc và kỹ thuật tốt, nhiều kinh nghiệm trên sân khấu, giai đoạn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Nam ca sĩ 7X còn ghi dấu mạnh mẽ trong trí nhớ khán giả là một mỹ nam có vẻ ngoài lãng tử và phong trần. Bắt đầu bước chân hoạt động nghệ thuật từ năm 1997, anh Hai là một trong những thần tượng quen thuộc của lứa tuổi thế hệ 8X, 9X. Dù đứng trên sân khấu hơn 20 năm, song danh tiếng của Lam Trường vẫn luôn giữ vững, trở thành cái tên được nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Lam Trường đã thực hiện 3 live show, thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng và giới truyền thông. Đó là Lời Trái Tim Muốn Nói, Cho Bạn Cho Tôi và Chuyện Hôm Qua. Bên cạnh đó, dự án Lam Trường 9PM Live phát trên kênh YouTube chính thức của anh từ ngày 8 tháng 6 năm 2018, mùa đầu tiên gồm 10 MV. Đây đều là những ca khúc cũ của anh Hai, nhưng được hòa âm phối khí lại và thậm chí là kết hợp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Anh thường gây chú ý khi ngồi ghế nóng chương trình giọng hát Việt và khẳng định nhiều hơn về sức ảnh hưởng cũng như năng lực của mình trong âm nhạc. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Lam Trường còn hoạt động kinh doanh khá thuận buồm xuôi gió. Thành công với sự nghiệp ca hát, anh Hai Lam Trường còn ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với các vai diễn khác nhau. Mặc dù là tay ngang, song diễn xuất của anh vẫn nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Nam nghệ sĩ từng tham gia một số tác phẩm như Nữ Tướng Cướp, Ngôi Nhà Hạnh Phúc phiên bản Việt, Bếp Hát. Không chỉ sở hữu sự nghiệp nở rộ và sức ảnh hưởng trong lòng công chúng, Lam Trường còn làm bao người ngưỡng mộ bởi diện mạo không chút già đi sau bao năm hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ 7X thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoe khéo vẻ ngoài lão hóa ngược đáng nể. Dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng Lam Trường không thay đổi quá nhiều so với hồi còn trẻ. Anh Hai cũng thường xuyên xuất hiện ở các chương trình, sự kiện lớn nhỏ và cháy hết mình với âm nhạc. Nam ca sĩ 7X vẫn giữ vững phong độ bất kể khi nào đứng trên sân khấu và mang tới cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lam Trường còn dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Anh thường xuyên đi du lịch thăm thú muôn nơi và chia sẻ những giây phút đẹp đẽ này lên mạng xã hội. Ở tuổi U50, Lam Trường vẫn đam mê nghệ thuật và khẳng định nhan sắc trẻ mãi không già, lão hóa ngược ấn tượng. Dân tình tin chắc rằng trong tương lai, nam ca sĩ vẫn luôn nhận được nhiều tình cảm từ phía người hâm mộ như ngày đầu hoạt động âm nhạc.